Xin mời thí sinh kế tiếp Phạm Ngân Thảo. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Con chào anh Trường Giang, chào anh Trấn Thành, chào anh Ngô Kiến Huy, chào mọi người ở đây. Chi con chào mọi người đang coi Du Tiến. Con tên là gì? Dạ con tên Thảo. Con mấy tuổi, học lớp mấy và đang làm việc gì? Dạ con 21 tuổi, con nghỉ học rồi. Mình công việc của mình hiện tại là gì? Dạ con bán đồ. Rồi. Rồi cháu ở đâu? Dạ con ở xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp. Là đi với ai? Dạ con đi với bạn con với anh con. Là hai người đó diễn với mình luôn phải không? Dạ không, con diễn mình à. Rồi hàng tiền đạo đâu? Dạ tại cái ông đó ông làm răng cho con không kỹ á, cái ông bị viêm cái mắt mổ cắt bỏ cái cầu răng rồi. Trời ơi, rồi mai mốt là sẽ làm lại răng khác đúng không? Khi nào nó lành thì mình mới làm được. Dạ một tháng nữa mới làm được. Một tháng nữa phải kiếm chỗ uy tín hơn và kỹ nha. Dạ. Bởi vì dạ. Răng mình mà bị cái gì là sau này cực lắm. Dạ. Bớt rung chưa, bình tĩnh chưa? Dạ chưa. Quay qua nói chuyện với anh Ngô Tiến Quy cái nè. Quay qua 2, 3. Hello em. Anh cũng có một cái trung tâm của anh. Thì cái này nếu mà vấn đề răng thì qua bên anh cũng được. Có không? Có, em có luôn. Dạ tại con không có tiền, con làm dưới quê cho đẻ. Không, trời ơi. Anh Quy anh miễn phí 50%. Đâu? Trời ơi. Nha sĩ nội hát gì? Lòng quá đáng. Nó trời không phải vì cái hàm răng đâu. 50%. Nó trời là gì nó. Tôi làm dữ vậy. Cái này là phải làm nguyên hàm trên rồi. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Nguyên hàm trên. Làm 9 cái lần. 9 cái. Nên qua bên chỗ người Quy. Vì sao? Thứ nhất là sau này bị gì có người để đem ra là mình nắm đầu được. Nắm đầu được. Tại vì nắm kẻ có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu. Với lại anh Quy là ảnh là nghệ sĩ có tên tuổi nên anh sẽ làm uy tín là điều đương nhiên. Dạ, mà con sợ mắt á. Không, anh Quy sẽ đưa một cái giá hợp lý cho con. Dạ. Thiệt lòng á. Quy. Làm giá gốc. Hỗ trợ được không? Dạ được. Làm giá gốc. Rồi, làm giá gốc có nghĩa là gì? Không lấy lời. Dạ. Mà một cái cỡ 1 triệu đã lại được rồi. Con ơi, ông bà ta có câu tiền nào của đó. Mà thiệt chứ bây giờ nghe vô làm răng ai cũng sợ. Trời chứ, ảnh hưởng về già. Không phải, tiền đụng vô răng là tiền khủng khiếp. Răng thì mắc tiền thiệt. Làm hàm răng mua được chiếc xe đó chứ. Dạ, làm là bán đồ cả năm trời giờ làm răng hết trơn. Thiệt luôn. Trời ơi. Mà hồi xưa mà con làm chỗ uy tín thì bây giờ đâu bị. Dạ đúng rồi. Đúng không? Có nghĩa là gì? Tiền mất tật mang đó. Thà mình làm mắc lần. Lần khó đúng không? Lần làm lần khó làm. Rồi, thôi ráng đi. Bây giờ ráng kiếm 100 triệu qua anh Quy làm. Làm xong mình dằn mặt luôn, bo luôn. Thấy không? Dằn bo nè, anh bắp. Nè, nè, đây nè. Anh nhớ cái giọng anh cười vô mặt tôi không? Lúc tôi nghe răng ra cái anh nói anh sợ tài trợ nhiều nào. Nè, tôi bo nè, bắp. Nè, anh nè, anh ăn giọng vô đi bắp. Em hiểu không? Dằn mặt. Mình lúc đó mình có tư thế khác. Rồi, thi. Dạ, cho con nói này. Tại vì con chuẩn bị 5 tiết mục mà hồi nãy sửa soạn vô cái bị bỏ hết cái rồi. Sao vậy? Tại có người ta diễn rồi. À. Rồi còn có 4 cái à. Mà con thấy nó à, không... Bây giờ chú báo con nghe nè, nếu mà một tiết mục của con mà nãy giờ có người diễn đó thì con hiểu nãy giờ mấy người đó nằm trong khu này hết rồi không? Dạ diễn qua. À. Ok. Vậy thì con phải né né mấy cái tiết mục ra nha. Dạ. Ừ. Nhưng mà con thấy cái tiết mục con nó hay. Hay à. Mà con không biết diễn nào trước, giống như là giờ con diễn cái nó hay vừa vừa trước. Không. Hay nhất, hay nhất. Hay nhất trước để lấy tình cảm xong người ta thương mình rồi mình làm gì tâm cười hết. Vậy thì con sợ tới vòng 40 triệu cái không có gì diễn hết trơn. Con vô được tới nơi đi. Biết qua vòng 1 chưa? Bé tính vòng 4 luôn. Bà tính xa quá nên bây giờ bà còn có 2 cái chân này thôi đó.
Vậy con diễn cái hay nhất hả? Cái gì nữa? Cái nào dễ cười nhất á? Dạ vậy con diễn tiết mục hay nhất đi. Hay à? Dạ con mời chú Trường Giang lên diễn với con. Bạn có đạo cụ gì không? Khỏi ha, chỉ cần anh Giang ha. Dạ, chú không cần cười gì hết á. Chú không cần chú cười nha. Chú mặt chú chầm dầm gì nè. Ôi trời. Bạn vừa lấy đi 50% cơ hội chiến thắng. Dạ không, chừng nào mắc cười thì cứ cười à. Suy nghĩ lại chứ. Rồi, thời gian 60 giây bắt đầu. Buồn buồn nhấp miếng rượu uống nhầm chai thuốc sâu rồi. Anh Giang, anh là chồng tôi đó hả anh Giang? Anh cưới tôi 2 năm rồi, tôi đẻ cho anh một đứa con. Vậy mà có bao giờ anh cười với tôi đó anh Giang? Anh bật tivi lên coi kìa, người ta dự báo thời tiết bão cấp 15, 16, có nơi giật cấp 17, 18, đề phòng lũ quét và sạt lở. Người ta dự báo thời tiết mà người ta còn cười. Còn anh, mặt anh lúc nào cũng chầm chầm một đống. Ai ăn hết cổ của anh? Ly dị đi. Anh nhìn cái gì? Sớm muộn gì anh cũng nghe câu này thôi. Nhưng mà khác một cái là bằng tiếng Hàn. Chúc mừng bạn nhận được 2 triệu đồng. Hồi nãy tôi xém cười ở một chỗ là người ta dự báo thời tiết người ta còn cười kìa. Ừ. Mà ông không bao giờ nha. Dạ con thi tiếp. Thi tiếp. Dạ. Bà có nhờ ai trợ diễn không ạ? Dạ không. Một mình một ngựa, 60 giây thời gian bắt đầu. Anh muốn làm gì thì anh làm đi anh Quy. Anh đừng có nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc 60 giây bắt đầu với tôi nữa. Tôi kinh tởm lắm. Trời ơi. 10 triệu. Con về con sẽ coi lại cái khoảnh khắc mà chú Thành chú Giang những cái bật cười, có nghĩa là gì? Là tụi chú đang chờ một cái câu nữa thôi. Tại vì nó đúng điểm rồi. À, tôi kinh tởm. Tôi kinh tởm lắm. Tôi kinh tởm lắm. Mà cái thái độ đúng luôn. Mặt khinh thằng Quy ra mặt luôn. Sao khóc? Đang vui, khóc không diễn hài được nữa đâu. Y như là bà vợ nhà rầy cha chồng vậy đó. Y vậy đó. Nó vui là vui cái đó, hiểu không? Hồi nãy giờ con đang rất là vào vai mà nó gần gũi, nó chân thật. Cái nét của con là cái nét nó chân thật. Lúc nào khó ưa là kiểu khó ưa, lúc nào say rượu là kiểu say rượu, lúc nào dễ thương là dễ thương. Nên y chang như vậy mà làm. Và những cái câu giống như điệp khúc nhất tới với dây bắt đầu rồi. Tôi kinh tởm. Thật á, phải nó thật lắm. Cái gì phải thật mới vui. Như vậy là, y như vậy là cười. Mà bám được cái gì vô anh Quy thì cứ bám. Đang đóng vai cái bà vợ là có duyên rồi đúng không? Đang làm con vợ này là có duyên rồi đó. Hết vợ thằng này tới vợ thằng kia. Ừ, hết vợ này tới vợ thằng kia. Dạ con thi tiếp. Thi tiếp. Rồi xin mời bạn. Anh muốn làm gì thì anh làm đi anh Quy. Anh đừng có nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc 60 giây bắt đầu với tôi nữa. Tôi kinh tởm lắm. Tôi biết á, tôi bước vô đây nè, cũng như bao nhiêu người thôi. Không sớm thì muộn tôi cũng quậy anh làm nhục. Nhã à. Già trẻ trai gái 3D 4D 5D gì, anh có tha cho ai đó anh Quy. Tôi nói thiệt với anh, người đời á không chỉ ghét anh vì cái câu 60 giây bắt đầu, mà người ta còn ghét anh vì cái câu hết giờ rồi nữa đó anh Quy. Tôi nói nãy giờ mà anh chưa chịu làm gì tôi nữa đó hả anh Quy. Tôi nói thiệt cho anh ha, anh không làm gì tôi á thì từ đây tới cuối chương trình tôi cấm anh nói câu hết giờ rồi với tôi nha. Alo, chị nghe nè Phương. Chị nghe nè nhỏ Phương, hay lộn. Sao em? Bị trầm cảm sau sinh hả? Bọn đã chiến thắng vang dội. Thắng
20 triệu đồng. Nó đâu ra trầm cảm sao vậy? Anh thương anh chạy. Lại một lần nữa. Ông Khương này thiệt. Tôi hay bị cười nội bộ tại vì cái nết của tôi á, nếu mà nói xấu đồng nghiệp tôi hay cười lắm. Không, nhưng mà anh khen em cái này. 15 giây anh nhìn làm thấy em quýu tới nơi. Đúng không? Còn 15 giây hết văn. Anh với Trường Giang là đợi một cái câu chốt của em với Ngô Kiên Huy như hồi nãy. Làm gì làm phải có câu chốt. Quất một cái câu cuối cùng để mà người ta phải knock out người ta. Chứ mình ngồi mình than, mình chửi, mình rầy người ta nãy giờ là để làm màu thôi. Thấy không? Anh bấm cái gì? Hả? Người đời người ta đâu có ưa anh. Ai thi anh cũng nói hết giờ hết á. Anh buồn thì nói quẹo phải. Anh coi lại bản thân mình đi. Anh có làm được cái gì cho ai không? Anh biết tại sao quán anh bán ế không? Người ta quở không mà ế đó. Thí dụ vậy, em cũng phải có cái gì đó, cái câu chốt cuối cùng. Hả? Thí dụ vậy. Thì anh đang đợi, cái không có. Còn 15 giây lo luôn. Ví dụ như là anh nói anh bán gì? Cà phê Ý hả? Ở đâu ra? Hả? Vậy? Đó, nó có một cái câu chốt cuối cùng. Cái mình đợi không có 15 giây, cái thấy lo. Tự nhiên đâu đẻ ra vụ điện Nhã Phương. Trầm cảm sau sinh luôn, có nghĩa là chồng không ra gì. Hợp lý. Được. Nói chung là không phải là quá khủng khiếp, nhưng mà nó gây bất ngờ. Và anh thấy là em đủ bình tĩnh để em không có bị quýnh quán. Bây giờ bạn có 20 triệu rồi, thi tiếp hay dừng lại để lấy 40 triệu? Dạ, vì hàm răng con sẽ thi tiếp. Ba, hai, một, 60 giây bắt đầu. Chị nghe nè Nhã Phương. Em nói đi. Cái gì, bị trầm cảm sau sinh hả? Hồi ráng đi em, phụ nữ ai cũng vậy hết trơn á. Cái gì, trầm cảm nặng hả? Trời ơi, thôi đừng có sinh nữa nghe không. Trời ơi, em đừng buồn. Em nói gì? Em hỏi chị tiền nhiều để làm gì hả? Cũng tùy người em. Tiền nhiều người, người ta cảm thấy đủ rồi nó sẽ đủ. Còn nhiều người, người ta cảm thấy không có đủ rồi nó sẽ không có đủ. Em thấy đó, có nhiều người người ta ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ à, người ta lụm 100 triệu. Có nhiều người người ta bấm nút mười mấy cái à, người ta lụm mấy chục triệu. Vậy đó, mà người ta mở quán nhà hàng cơm quê, mở quán cà phê đồ kiếm thêm. Ừ, đúng rồi, chưa đâu em. Còn nhiều người lạ lắm. Trời ơi, nghĩ làm sao? Xuyên xảo người ta không cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mà bây giờ mở cái quán à má chiếc cành gì đó, và bị người ta dựng nguyên cái la cót lên, có buôn bán gì được đâu. Bốn mươi triệu. Một thí sinh bước ra dập hết ban tổ chức. Từ MC giám khảo nó dập không còn cái gì. Mà tại vì nó đúng thiệt tại hiện tại là đang bị lô cốt. Nhà hàng đang bị lô cốt phía trước mặt. Mới dựng cái nhà hàng lên, chừng tháng sau nó xây cái hết mới xong luôn. Mở cái cửa là thấy lô cốt rớt nước mắt. Không nhờ quý vị khán giả thương nhà hàng em không tồn tại tới ngày hôm nay. Mà nhỏ nó nói cái đúng điểm. Cái đó anh thương chỉ nữa. Trời ơi. Trời đất ơi. Nó trù vợ tôi bỏ tôi. Rồi nó nói thằng Huy không ra con người. Rồi Nhã Phương trầm cảm sau sinh, chồng ra gì luôn. Rồi và nhà hàng tôi nó trù dẹp luôn. Không còn cái gì mà nói em nữa rồi em gái à. Vì một hàm răng làm tất cả mọi chuyện. Thách thức răng hàm. Bây giờ là được 40 triệu. Đúng là cái răng, cái tóc, cái gốc con người. Bây giờ hiện tại là 40 triệu và có vé vào gala. Bây giờ 40 triệu nè. Qua bên cái chỗ làm răng Ngô Kiến Huy. Qua ngồi xuống. Anh Huy đâu? Mọi cái răng của tôi phải cần anh Huy giám sát. Trước khi vào phải làm vậy nè mới thấy ghét. Ngồi xuống chệm chề đúng không? Chỉ cần một ly cà phê Ý mà đúng ý nha. Đúng không? Đây là khoảnh khắc chúng ta sẽ đối diện
Cái câu trả lời của bé đó chính là bé sẽ quyết định là mình lấy 40 triệu đồng hay mình quyết định chinh phục giải thưởng cao nhất là 100 triệu. Trước khi mình thi thì mình nói chuyện với nhau một tí đi nè. Dạ. Dạ. Sao con nghỉ học sớm quá vậy? Gì? Sắp thi 100 triệu đừng có khóc. Dạ tại mẹ cũng bệnh. Rồi bây giờ mẹ khỏe chưa? Chưa, mẹ con bị tai biến. Nhà có mấy anh chị em? Nhà ba anh em. Mà anh con thì đi làm xa rồi. Em gái con thì mới 16 tuổi à. Rồi xưa làm răng làm, tại sao mà làm ở đâu mà nó bị cái vụ đó vậy? Dạ con làm ở dưới quê á. Không, ý là mình bị cái gì mà mình đi làm răng rồi mình mới bị như vậy? Dạ con bị súng răng. Đấy là răng sâu đi nhỏ hay là như thế nào? Dạ con bị sâu răng á. Rồi cái lớp 8, lớp 9 là lúc đó con biết rồi, con biết con xấu rồi. Cái con mới đi làm răng lại. Là lúc đó con làm một cái có 300 ngàn. À trồng răng lại. À dạ trồng lại. Cái tới bây giờ cái không biết sao tự nhiên cái hàm của con nó bị chảy mủ hoài à. Rồi nhiễm trùng. Dạ nó bị hôi. Cái con sợ lắm. Người ta kêu con đi vô bệnh viện chụp hình đi. Đúng rồi. Mà con sợ lắm. Cái con mới vô bệnh viện chụp hình. Rồi người ta nói phải mổ, phải nạo vét gì đó. Đúng rồi. Cái con sợ quá con không có dám làm. Cứ con để hoài vậy đó. Con nghĩ là con xuất miệng đầy đủ là không sao hết trơn á. Mà cái tới lúc mà con lên bệnh viện lớn để mà con chụp chụp CT luôn á thì người ta nói là của con bị nang răng luôn. Bị nang răng là bây giờ bắt buộc phải mổ rồi. Cái này là gọi là bệnh rồi chứ không còn là bên thẩm mỹ nữa. Cho nên là phải nhập viện đặng mổ. Là con mới bắt đầu về sắp xếp công chuyện gia đình rồi con nhập viện. Là cái ngày con vô con mổ con rung lắm. Là con xỉu trong phòng mổ luôn. Mà con muốn xỉu đi đó. Tại con sợ lắm. Mà không biết sao chích thuốc tê vô cái không có đau. Thuốc tê là cho mình không đau đó. Ai đau chích làm gì bà. Là ý vậy là cho ai là sợ làm răng á. Là người ta không có sợ nữa. Ai cũng biết có mình bà không biết thôi đó. Tức là bây giờ hiện tại là đã ổn định rồi. Dạ để cho nó lành rồi thôi. Là tức là thành công về cái sự mổ đó rồi. Dạ. Tức là hiện tại đang chờ lành thôi. Dạ đúng rồi. Ăn uống là phải kỹ càng. Dạ. Con là phải sạch sẽ, nhiều, ăn uống kỹ. Không ăn những cái gì mà nó dễ lên men. Nhớ nha. Dạ. Chứ để cái này mà nó nhiễm trùng về sau khổ lắm con gái mà. Dạ. Sao? Quỳ có ý kiến gì không? Dạ thì đó em đã nói từ đầu rồi. Để bé đỡ tạo áp lực cho bé thì dĩ nhiên là em sẽ hỗ trợ toàn bộ về phần thẩm mỹ răng cho bé. Con hiểu không? Con hiểu cái chữ hỗ trợ toàn bộ không? Dạ là con ý là con làm một cái 1 triệu thôi à. Bảy. Hỗ trợ toàn bộ mà làm cái 1 triệu. Chữ hỗ trợ toàn bộ không? Tức là sau khi con lành về cái hàm rồi là bác sĩ bệnh viện nói là bây giờ đi làm răng đi. Thì con sẽ tới chỗ anh Ngô Kiến Huy và không tốn 1 đồng. Tức là hiện tại là đã được 40 triệu về lo cho mẹ và không tốn 1 đồng nào hết về cái hàm răng đẹp là có anh Quy lo. Mà bây giờ mà bình tĩnh lấy được 100 triệu đời bước sang một trang mới. Anh Quy sẽ tới cái ngày mà con đi làm răng, anh Quy sẽ có mặt để mà cho con yên giám tâm sát. Giám sát luôn. Dạ vậy một chút con xin địa chỉ của anh Quy. Đúng rồi. Mau quên. Con bé này ta mau quên lắm biết không? Mình phải giám sát, mình bấu vô liền chứ để tài trợ hết, qua cà phê uống miễn phí luôn. Mai mốt con có biết không? Làm gì mà người ta giả bộ tao nói quên á. Con đứng trước cửa tiệm nha, con đứng hoài cho chú. Cái câu đề các bạn. Ngô Kiến Huy để làm tôi ra nông nỗi này. Dạ trước khi
Bây giờ bán gì? Giờ bán gì? Dạ con bán quần áo. Con bán livestream á. Livestream quần áo gì? Bán livestream. Dạ quần áo nữ. À. Quần áo mặc thường ngày hay là đồ gì? Dạ phụ nữ mặc cái gì là con bán cái đó đó. Nhìn đẹp. Mà bán đắt không? Dạ đắt. Con like vậy là 80 mấy người coi lận á. 80 mấy người coi hả? Dạ ở quê con vậy là nhiều rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Nhưng mà trong 80 mấy người coi đó thì bao nhiêu người mua? À thường dạ. Sau một lần like bao nhiêu người mua? Chắc cũng khoảng 10 mấy 20 người à. Ê vậy là thành công nha. Anh Thành có nghĩ đến một cảnh tượng không? Là sau ngày hôm nay bé livestream một cái 8.000 người coi. Chứ gì nữa? 9.000 người mua. Bữa nay mà con thắng yên hả bắp? Dạ. 8.000 người coi mà 9.000 người mua yên hả bắp? Thì đủ đủ bà con xung quanh sớm. Không, nhiều khi vậy thiệt á con. Đó. Ơi sau khi con thắng 100 triệu bà chủ của con sẽ nhìn con khác. Dạ đúng rồi, hồi lúc con đi làm mướn cho người ta mà bây giờ con ra con bán riêng rồi. Lên à, lên à. Ngon à. Và người ta sẽ tập trung vô gian hàng của con tại thương con. Tại ngày hôm nay thấy con chân thật, dễ thương, người ta sẽ ủng hộ mình. Có bồ chưa? Dạ rồi. Nhưng mà bộ làm gì? Dạ anh làm bảo vệ. Mà anh có nói gì về cái hàm răng con không? Anh nói tại vì con mới 21 tuổi à, mà anh nói mặt con hơi già. Anh nói bây giờ cái răng vậy nhìn nó trẻ. Kêu ông nói đi thì nó thức trên hài đi. Ông nói vui á. Góc nhìn ông lạ chứ bộ. Rồi con thương ảnh chỗ nào? Con thương ảnh là tại ảnh cũng thương con. Nhưng mà ai thương ai trước? Ảnh thương con trước chứ con đâu thương ảnh trước đâu. Cua con sao? Tại sao gặp nhau rồi cua nhau? Dạ anh gặp con bán đồ đó. Mà lúc đó con chưa bị này nha. Ờ là ảnh mua thiếu phải không? Dạ không. Hay sao? Ảnh mới nhắn tin cho con. Xong con mới trả lời. Ừ. Rồi nhắn tin qua lại gì đó cũng 3-4 tháng gì cái mới ra ngoài gặp. Mà con sợ, con ngại, con không có nhìn thẳng mặt. Là quen cũng 6 tháng mà con chưa nhìn mặt nữa. Mà trong vòng 6 tháng nó không nhìn gì của ảnh? Giống như là kiểu như con biết mà không có nhìn kỹ á. Xong cái tới khoảng 1 năm là con mới nhìn kỹ. Là con mới biết cái mặt ảnh bự lắm. Được không? Nhìn được không? Đẹp không? Ảnh mặt ảnh trùng do à. Mập hả? Mập không có góc cạnh gì như đàn ông con trai người ta chứ. Vậy là mặt ảnh đàn bạn gái lắm hả? Dạ đúng rồi, mặt ảnh mà tha sao chắc giống hệt gái luôn á. Từ ngày mà con bị anh có chê con gì hay anh có nói con gì không? Dạ không, anh có nói giống nít á. Không chê bai gì hết? Dạ không dám chê. Không dám chê hay là không có chê? Chắc con nghĩ là cả hai đó. Bộ con dữ lắm hả? Dạ không, kiểu mình cũng có quyền lực á chứ. Cũng có quyền lực. Là bây giờ là hiện nay là con đang kèo trên hả? Dạ đúng, hồi lúc giờ luôn. Hồi lúc giờ luôn là kèo trên? Dạ. Sao kèo trên hay vậy? Tại vì người ta cua mình trước mà. Rồi bữa nay thi rồi, ổng đâu rồi? Kìa, ổng ngồi đâu rồi? Đâu? Dạ đó kìa. À thì ra à cái mặt tròn hả? Mà dễ thương nha. Phương Phi đẹp trai chứ bộ. Hai người có tính gì không? Có tính gì xa hơn không? Dạ có. À, tính 1 năm nữa cưới. Tại giờ anh chưa có tiền. Mà bây giờ anh đang chơi hụi. Nào hết hụi không có tiền cưới. Khai hết, nó khai không thiếu cái gì. Bây giờ gia đình có cái gì giấu nó liền. Cứ sơ hở ai hỏi nó khai hết. Nó không vừa cái gì. Bây giờ mà lấy được 100 triệu đám cưới ngon à. Dạ đâu được tiền của con luôn. Đúng rồi.
Chú rể phải lo tiền cưới chứ. Ok. À, thì tại vì bữa nay con ở dưới quê lên, cho nên là con có đem theo mặt ong rừng nguyên chất để con tặng cho ba chú. À, giống như là mặt ong rừng thì ba chú chắc cũng xài nhiều rồi, nhưng mà cái đặc tính của cái con ong rừng á thì chắc mình cũng chưa có hiểu rõ, nên là con sẽ giới thiệu sơ về cái đặc tính của con ong. Chà, cái này chú biết kỹ lắm nha. Con ong á, khi mà nó chích mình thì nó sẽ chết. Tại vì cái khúc ruột của nó liền với cây kim, nó chích mình là nó bỏ ruột nó chết luôn. Thì cái nó không có sợ gì hết, nó sẵn sàng chích mình để mà nó tự vệ. Nhưng mà duy nhất là nó sợ khói. Đặc tính của con ong này là nó sợ khói nha. Cũng giống như là đặc tính của anh Trấn Thành là sợ vợ vậy đó. Con ong là đực á, thì cuộc sống của nó sung sướng lắm, nó chỉ hút mật và giao phối thôi. Nhưng mà cũng buồn một cái là nó giao phối xong rồi nó chết, chứ nó cũng không có được nhiều lần như con ngự chúng ta hay chú Giang. Nhưng mà bù lại một cái á, cái thời gian giao phối của con ong đực với con ong chúa là nó tới 90 phút lận, chứ nó không có kéo dài 1-2 phút, không có nhanh như chú Huy đâu. Rồi cái con ong, sau khi mà cái con ong đực nó chết á, thì cái con ong cái á, nó bắt đầu nó đẻ trứng. Mỗi lần đẻ trứng á, là 1.000 trứng, và kéo dài trong vòng 5 năm. Nhưng mà á, nó giỏi một cái là nó có quyết định được cái giới tính trứng của nó. Đực là đực, cái là cái, và nó kéo dài trong suốt cuộc đời, nó giữ nguyên cái giới tính nó luôn. Chứ cũng giống như con người mình mà sống chừng có 30 tuổi á, cái bắt đầu đực không ra đực, cái không ra cái. 50-50. Mà nó phải giao đại là chừng 30 tuổi nó mới lòi ra. Là Ngô Kiến Huy. Ủa? Là con nói về chú Huy đúng không? Dạ đúng rồi. Một nhà tài trợ. Một nhà tài trợ, một hàm răng mà nỡ lòng nào lôi người ta ra làm nạn nhân cuối cùng cho vòng thi cuối. Nhưng xin lỗi con, báo cho con biết một hung tin. Con vừa nhận được 100 triệu. Bây giờ khúc sau còn phải không? Dạ còn một chút nữa. Nói luôn. Dạ là con ông con sau khi chứ không có 50-50 như anh Huy.
À, con ông cái á, nó đẻ á, thì nó rất là dịu dàng, vui vẻ, yêu mã lắm. Chứ không có giống như chị em phụ nữ mình mà mỗi lần đẻ là la làng ở lửa rồi chửi chồng, chửi con. Cái này chắc anh Gia anh biết nè. Có, cũng tới anh thôi. Cái câu chuyện này là cái phần gọi là giới thiệu về ông của một cái cậu làm thư gai ở trên mạng xã hội, đúng không? Dạ đúng rồi. Chú coi cái này, chú biết cái này à. Nhưng mà với cái sự dễ thương của con á, và với cái sự gia đình người ta không hạnh phúc đó, và những cái sự mệt mỏi của cái Quy, giới tính không rõ ràng, về giới tính không rõ ràng, 30 tuổi nên nó dễ cười, dễ thương. Thôi nói chung là 100 triệu. 100 triệu làm gì? 100 triệu về là con sẽ trích ra một phần để con giúp đỡ những cái người khó khăn hơn con. Rồi còn một phần con sẽ trả nợ. Còn bao nhiêu thì con sẽ làm vốn, con lấy đồ thêm. Được, hợp lý. Việc đầu tiên là con nghĩ là con sẽ giúp những người khổ hơn con là giỏi. À, cái việc đầu tiên mình nghĩ là ủa mình có tiền rồi thì những người khác á, có nhiều người là con sẽ làm này cho nhà không? Việc đầu tiên con vẫn nghĩ là những người khổ hơn con, đó là điều tốt và rất là mừng ha. Chú cũng mong con là sau này dù có nhiều người biết, dù có nổi tiếng ở Tân Châu hay ở đâu đó hay là ở Phú Thuận á, thì hãy sống là con như thế này, là trời sẽ còn cho nhiều thứ lắm. Và sẽ mong rằng mẹ con sẽ cái bệnh tình nó sẽ giảm đi nhiều, vì mẹ sẽ rất vui khi thấy con trên TV mà dễ thương như thế này ha. Quan trọng là mẹ có đồng ý cái bạn trai mình chưa? Dạ, mẹ đồ con thì chịu. Đồng ý rồi đúng không? Dạ. Mà anh thấy em vừa mới lãnh giải thưởng cao quá, 100 triệu. Chắc là anh phải rút ra tài trợ. Anh thấy sao? Dạ, tại vì em có 100 triệu rồi. Bây giờ anh không tài trợ em cũng có tiền làm. Cái này người ta có tư thế, người ta có tự trọng, chứ đâu phải muốn tài trợ muốn làm giọng. Anh đang nghĩ hôm qua em có xe đưa đón chưa? Vô cầm cọc tiền quăng cái cạch đó, giờ làm bao nhiêu hàm? Muốn làm cái hàm luôn không? Muốn làm muôn hàm luôn không? Giỡn. Tại vì em nghĩ là như là anh không tài trợ thì em cũng phải làm. Mà quan trọng là như là không tài trợ làm chủ khác mới ghét. Thì giống như là mà chồng tiền anh Quy anh làm cũng cực khổ. Nên là nếu mà anh tài trợ thì mình vui. Còn không thì mình tự lấy tiền mình làm. Mình cố gắng không, mình tự làm. Không, anh Quy làm tiền nhiều lắm con. Không cực đâu. Nhiều lắm. Tại sao trên đời vẫn còn những người có thể quan tâm người khác như vậy? Chú tặng cho con thêm một voucher uống trọn đời cà phê Ice Coffee của chú. Bất cứ khi nào thì có bao bán của chú nha. Nghe nha, voucher trọn đời, hiểu chứ trọn đời không? Dạ, là uống tới suốt đời luôn. Đúng, uống mạng kiếp. Mà con ở quê đâu uống được đâu. Thì bởi vậy, ta mới tặng. Bởi ta mới tặng. Chào mọi người, mình tên là Phạm Ngân Thảo. Mình ở Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại thì mình đang ở với mẹ, với ông nội, với em gái của mình. Sau khi mà thi thắng giải 100 triệu của Thách Thức Danh Hài á, thì mình vui lắm, mà tới giờ cũng chưa tin là sự thật nữa. Không nghĩ là lại thắng được 100 triệu. Rồi khi mà về á, thì cũng cho mẹ hay. Bây giờ có gần 100 triệu bà vui không? Vui không vui? Vui vui hả? Chưa nói rõ vậy trời. Mẹ mình bị tai biến mạch máu não á, là bị liệt ở bên phải. Lấy một cái phần sọ ra nè, cái chỗ này bị hớp nè, rồi lấy ra rồi. Bây giờ đi đứng trong nhà vòng vòng thì được, chống gậy đi. Nhưng mà ăn cơm thì mình cũng bưng cơm, mẹ cũng tự múc ăn được. Nhưng ăn xong rồi mình dọn. Rồi tắm thì mình tắm cho mẹ không tự tắm được. Rồi thay đồ, rồi bóp giò bóp tay. Dễ rồi lên. Hằng ngày á, mình dọn dẹp nhà cửa, xong rồi nấu cơm, làm đồ ăn cho ông nội với mẹ ăn. Mình làm xong thì mình chạy lên tiệm, mình học.
cái mình chạy về mình đi giao đồ. Đi giao đồ cũng khoảng 3-4 giờ chiều mới về tới nhà. Thì giờ đó xong cái mình làm cơm chiều, ăn cơm chiều, rồi tắm rửa cho mẹ đồ. Xong cái tới khoảng 6-7 giờ tối thì mình chuẩn bị bắt đầu lên để mình live stream, mình bán quần áo. Đây là cái đồ quần áo của mình để live stream. Thì cái thu nhập chính của gia đình luôn á là vô trong live stream này thôi à. Ban đầu thì cô chú cho một số vốn là 10 triệu, mười mấy triệu gì đó quên rồi, để mình bắt đầu mình làm vốn. Bây giờ mình gầy dựng lên một sự nghiệp khủng khiếp. Đây là em của mình. Nhà chị em ở nhà thì ở quê, cứ chung là cũng mức sống nó cũng không có cao gì lắm, cho nên là cũng bình thường, kiểu như là đủ ăn là đủ xài là được. Nhưng mà sau này nếu mà ổn định á thì để cho nó đi học nghề. Nó muốn học nghề hớt tóc nam thì cho nó đi học. Thì em cũng học nghề tóc nữ. Thì nữa có gì hai chị em mở tiệm để mà làm chung. Cấp cha anh Thảo mắc thì Thảo cũng gia đình Thảo cũng khổ quá, khổ đi. Rồi nó đi bán quần áo chợ đêm, nuôi mẹ với ông nội đó với nhỏ em. Ai mua chợ đường không uống hả? Thì con mua cho đứa nội uống. Rồi lỡ mai mốt con đi lấy chồng rồi sao? Sao giờ? Thì... không có buồn không? Sao không buồn? Thích Thảo ở chỗ dễ thương, vui vẻ. Rồi có hiếu với gia đình. Rồi biết quan tâm mình sâu sắc. Ngon mẹ. Ngon, bên này rất là ngon. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị kịch bản thi gala mà bây giờ mình bị bí rồi. Mình tính rủ ảnh thi chung với mình. Tại vì hai người thì sẽ có nhiều kịch bản diễn hơn. Bây giờ anh đi chung với em đi. Nếu mà đậu là em chia cho anh hơn nữa. Thôi anh đây cũng công anh phá kịch bản của em nữa. Nhưng mà có anh diễn, ví dụ mình diễn chia tay đồ người ta sẽ cười. Chia tay không có hôn. Thôi giờ anh chịu rồi. Thôi giờ mình phải tự lực cứng sinh mới được. Dạ, yeah, một lần nữa cho em một tin nhẹ nhẹ, vui vui, sương sương thôi. Nhà bao việc, cầm này về cho má và mọi người. Chúc mừng em, giải thưởng 100 triệu đồng. Bạn có muốn chia sẻ một điều gì đó? Bây giờ bạn muốn cảm ơn ai cảm ơn nè. Bây giờ con hiểu không? Xong rồi đó. Dạ.
khó khăn gì đó? Tại vì ảnh không cho con thi, ảnh sợ là con nổi tiếng con bỏ ảnh. Thì chúc cho hai người yêu thương nhau hạnh phúc, đi được đường dài với nhau thì tốt nha. Cảm ơn bạn đã tử tế với bạn này trong thời gian qua. Xin mời thí sinh kế tiếp, Phạm Ngân Thảo. Xin chào mọi người. Thì mình sắp chuẩn bị thi gala rồi. Bây giờ mình cũng đã chuẩn bị được 5 cái kịch bản rồi. Mình cũng cố gắng để mình chuẩn bị đủ 5 cái. Tại vì thi gala thì không có được dừng lại. Nếu mà ca giám khảo cười thì mình phải thi tiếp hoài. Cho nên là mình cũng thấy chưa có hay lắm. Nhưng mà mình sẽ gắng cố gắng hết sức để mình chinh phục luôn giải thưởng 150 triệu của chương trình. Thì nói chung là tại vì anh Thư anh cũng có nói á, cái ngày đầu mình lên á, mình diễn tự nhiên á, cái nét tự nhiên á. Nhưng mà càng tập á thì cái kiểu như nó càng bị mất cái nét tự nhiên. Tại vì mình căng thẳng quá á, mình mệt mỏi quá á. Cho nên là bây giờ có cố gắng thì mình cũng cố gắng học thuộc lời hết rồi. Nhưng mà bây giờ diễn quá thì nó cũng bị áp lực á mọi người. Nhiều khi nó bị mờ cái nét diễn của mình luôn, là nó không có còn chân thật nữa. Cho nên là bây giờ mình sẽ cố gắng hết sức. Còn một phần còn lại là cũng nhờ may mắn nữa. Thì kịch bản nó không phải là ngồi một chỗ mà nghĩ đâu mọi người. Tại vì em kịch bản thường thường là em sẽ coi rất là nhiều những cái clip hài ở trên YouTube á. Em coi nhiều lắm, hài chú Quỳ Linh nè, anh Trấn Thành, anh Trường Giang. Rồi những cái người kiểu như mình sẽ kiếm được những cái chỗ đó một chút. Cái mình gom lại, mình đem về, mình chế lại thành cái của mình. Đó, thì khi mà thấy sống mọi người sẽ biết là những cái đó nó cũng rất là quen thuộc thôi, chứ nó không có ở đâu xa xôi hết. Nhưng mà nghĩ kịch bản cũng mất cười lắm. Nhiều khi á, mình ngồi mình đang ăn cơm á, cái mình nghĩ kịch bản mình bỏ cơm mình chạy vô mình ghi ra liền. Đó, như đang chạy đi giao đồ á, thì trên đường chạy xe mà, thì trong đầu cũng chỉ nghĩ kịch bản thôi. Lúc nào cũng kịch bản, cỡ nào cũng phải là có kịch bản để mà thi hết. Kiểu giống như là ngủ cũng nằm mơ hết kịch bản gì đó mọi người. Cái kịch bản của mình suy nghĩ ra nó thật với mọi người là mình là cái người bình thường mà. Mình nhiều khi mình nghĩ thì nó có ý thôi, chứ thật sự là nó cũng chưa hoàn hảo, chưa hoàn chỉnh đâu. Thì khi mà mình lên chỉnh để mình tập cho anh Khương ảnh coi á, thì bắt đầu là mấy anh chị em ở trong cái nhóm chuốt bài á thì mới là chuốt lại cho mình. Ví dụ như là câu chữ nào không hợp thì sẽ bỏ ra, không phù hợp để lên sóng thì sẽ bỏ, không có sử dụng. Rồi sẽ chuốt lại những cái ý của mình cho nó giống như cái ý của mình 5 điểm thì người ta sẽ chuốt lại cho nó được 9 điểm, 10 điểm. Thì cái đó là mình mới thi có khả năng để mà mình thuyết phục những cái nhìn hai danh hài cười được. Chứ thật sự là nó kiểu như là cái này á là 50% là của phải của mình. Rồi là nói 45% là của mấy anh chị ở trong đoàn trợ giúp để mà cho một cái kịch bản hoàn hảo. Còn 5% còn lại là may mắn đó mọi người. Dạ em chào anh Giang, em chào anh Thành, em chào anh Quy. Làm răng chưa? Dạ chào khán giả. Làm răng chưa? Dạ chưa. Ủa Google không tài trợ cho người ta hả? Sao nói dữ đó lắm hả? Chứ nhưng mà bé đang phục hồi anh. Đang đợi lành để mới làm lành được đúng không? Dạ. Bữa nay trang điểm lên sáng à. Ủa sao cái đôi dép có con thằng làng cắm ngược kì vậy? Hả? Bà đi đâu mà thằng làng bám dò bà vậy? Nãy đạp nó cái không có chỗ để. Bữa nay người yêu có đi không? Dạ có. Bữa về có thương nhau được hơn miếng nào không? Dạ có. Đối về người ta nói gì với em? Dạ thi gala nhờ phụ diễn cái anh ấy diễn mà đậu chia ảnh 75 triệu. Sao vậy? Cái con không chịu. Vậy sao được? Khôn vậy? Mà tại sao mà đưa ra 75 triệu? Tính sao ra 75? Một nửa đó. Dạ 150 đó. Rồi mà tại sao người ta đề nghị vậy? Tại người ta nói tại con nhờ người ta diễn chung. À đúng rồi. Rồi cuối cùng? Dạ cũng đâu cho diễn đâu. Cắt luôn hả? Dạ. Bởi cái gì? Đòi hỏi chi cất luôn. Rồi bữa nay người ấy có đi không?
Dạ có. Đâu? Dạ đó. À ừ. Bảy mươi lăm triệu là không có cưới chị đâu đúng không? Dẹp vô liền. Rồi lát nữa ai diễn phụ? Dạ Bình ơn con à. Mình ơn luôn hả? Dạ. Mình ơn nữa hả? Dạ. Gán nha. Dạ. Lấy 150 triệu là kỷ lục luôn đó. Dạ. À, cho con tiết mục đầu tiên cho con mời cho con mời anh Quy xuống diễn chung với con. Em ơi, bên kia lấy 75, anh nên trong đợt giảm giá mạnh 60. Dạ không, anh cứ một cái đầu à. 55. Dạ thì 40. Mà chưa có biết đậu không nữa. 20. Mà không. Miễn phí. Dạ được. Rồi. À anh muốn nhờ em... người ta bấm giùm hả? Hả bạn nam hả? Ờ à, phong thủy rồi. Nói gì chứ, cái gì phải có giá đó em à. Em lấy 100 triệu rồi. Em mời diễn viên. À không, em mời đền xuống thì nó cũng phải có giá, cũng phải cúng cái gì đó. Dạ. Anh lấy khuyến mại cho em, nhân dịp tờ vượt trước em được 100 triệu. Thôi thì anh lấy 95. Nếu thắng trong này anh lấy 70. Mà anh tài trợ em làm răng được, không lẽ anh tính với em mấy này. Bà muốn làm gì cũng được hết. Dạ. Bây giờ nhiệm vụ của anh là gì? Dạ anh đứng thôi, anh đừng nói gì hết đó. Trời. Khoan. Có bạn trai ngồi dưới nha. Dạ. Làm gì làm. Em dặn trước. Rồi. Vòng 1, 60 giây, bắt đầu. Anh Quy, em thương anh lắm á anh Quy. Nhưng mà anh ngu quá à. Anh có biết á, công ty Điền Quân mà anh làm MC chương trình Thách Thức Danh Hài 4 mùa là vì lý do gì không? Bộ anh tưởng anh hay ho lắm hả? Người ta mời anh là để làm miếng hài cho thí sinh, rồi á, làm trò tiêu khiển cho hai ông này nè đó, rồi làm trò cười cho mọi người, cho khán giả nữa. Trời ơi, em nói anh mà anh đâu có nghe em đâu. Anh nhận cái đồng tiền đó anh không thấy nhục nhã hả anh Quy? Anh Thành, sao người ta mạt sát người em của anh mà anh cười kìa? Nó nói đúng mà. Cái gì? Ông bạn nhỏ này nó có cái giọng nói mà nghe thấm lắm, y như là vợ em nhà vậy. Quy. Anh Quy, em thương anh lắm anh Quy. Nhưng mà anh ngu quá à. Anh có biết á, công ty Điền Quân mà anh làm MC chương trình Thách Thức Danh Hài 4 mùa là vì lý do gì không? Bộ anh tưởng anh hay ho lắm hả? Người ta mời anh là để làm miếng hài cho thí sinh, rồi á, làm trò tiêu khiển cho hai ông này nè đó, rồi làm trò cười cho mọi người, cho khán giả nữa. Trời ơi, em nói anh mà anh đâu có nghe em đâu. Y như là em cưới con vợ là ăn vợ nói em y vậy đó. Rầy quá. Thật, thiệt là thật. Mà đọc cái gì vậy? Rớt nước mắt. Dạ con tại em mới học thuộc bài hồi hôm qua ấy giờ. Sợ quên. Dễ thương. Được. Duyệt. Rồi, vòng 1 đã qua. Vòng 1. Dạ, vòng 2 anh đứng đây luôn. Ờ, nhớ nước xanh dương giùm anh. Nước xanh dương. Rồi tiếp. Tập 2. Để anh kêu cho, em cứ tập trung diễn đi Quy. Dạ, ok, em diễn cảm xúc nước mắt rớt. Rồi, rồi vòng 2. 60 giây. Bắt đầu. Anh nghĩ á, người ta bỏ tiền ra mấy chục triệu để người ta kêu anh vô nói lảm nhảm mấy câu. Ơ, dùng 1, 2 triệu, dùng 2, 10 triệu, dùng 3, 20 triệu. 60 giây bắt đầu, hết giờ rồi. Anh tưởng dễ ăn vậy hả? Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Ừ, đúng rồi. Anh nhìn đi. Đó, cái ông đó cũng làm được đó. Rồi,
chửi có lý quá, cãi vã kiểu gì bây giờ trời. Không cãi được. Cãi được. Ai biểu mày nhờ. Tức quá. Anh cưng vừa đúng không? Dạ đúng rồi. À. Nhỏ này dễ thương, công nhận. Em á, cái giọng em y như con vợ ở nhà vậy. Ủa? Ở nhà vậy hả? Không biết là mình nó vợ cơ bản của bất cứ gia đình nào á. Mỗi lần mà nhằn chồng là nhằn y vậy đó. Trời ơi, bốn chà nhảy đôi lận. Vậy là em còn bị chửi nhiều lắm. Đúng. Còn không? Vòng ba còn bắp không? Dòng. Dạ còn. Dạ còn. Dạ không, anh lên trảnh được rồi. Trời ơi. Trời ơi, lên trảnh được rồi. Cảm ơn bạn. Trời ơi. Rồi. Dạ, chưa. Khoan, anh nói đi. Chừng nào mà em giơ tay lên thánh bóng nha. Ok. Vòng 3, thời gian 60 giây. Chưa, chưa mà anh. Em dặn rồi mà sao quên đó. Chờ em giơ tay dạ. bắt đầu rồi hiểu rồi. Dạ dạ thôi. Dạ. Em làm em hết hồn mà. Bắt đầu. Hello mấy chị. Bữa nay em sẽ livestream. Nhưng mà em không có livestream bán quần áo nha. Bữa nay em sẽ livestream chia sẻ kinh nghiệm giành giải 100 triệu thách thức danh hài về cho mấy chị. Trời ơi, 8.000 người coi. Cái này bán quần áo thứ gì chịu cho nổi. Mà thôi đi, để em chia sẻ kinh nghiệm tí. Mấy chị đi thi á, thật ra nó dễ ẹt à. Có gì khó chứ á. Mấy chị vô phải tự tin. Nhất phải tự tin, không có được gung nhau. Cái thứ hai là phải chân thật, đừng diễn lố. Tại vì ông nội Trấn Thành với ông nội Trường Giang diễn dữ lắm rồi, đừng diễn nữa. Nhưng mà về phần kịch bản, cứ đi tâm lý cho em. Cứ vô tâm lý là knock out lấy 100 triệu về liền. Mấy chị để ý, mấy chị để ý cho em ha. Ba ông cứu nội nó ghét nhau dữ lắm. Mấy chị chữ một trong ba ông, hai ông còn lại cứ ghét lắm. Đó. Đó. Cái nguồn căng của ba anh em mình chứ đâu mà ra. Ở đâu ra cái thông tin mà ba anh em tôi ghét nhau dữ lắm. Ai đưa thông tin này? Kẻ nào mà thấy ghét cái giọng. Cứ đi tâm lý cho em. Thật ra nó dễ ẹt à. Có gì khó chứ á. Mấy chị vô phải tự tin. Nhất phải tự tin, không có được gung nhau. Cái thứ hai là phải chân thật, đừng diễn lố. Tại vì ông nội Trấn Thành với ông nội Trường Giang diễn dữ lắm rồi, đừng diễn nữa. Nhưng mà về phần kịch bản, cứ đi tâm lý cho em. Cứ vô tâm lý là knock out lấy 100 triệu về liền. Ôi duyên. Ai chỉ là hả ba ông này. Chỉ cần một chửi một trong ba đứa là hai ông kia còn lại cười là ai chỉ? Tại con, cái ý của con. Tại con thấy mỗi lần chọc ngô chú Nguyễn Quy là chú Trấn Thành Trường Giang cười à. Duyên. Dạ. Nếu mà con có làm gì cho mấy chú buồn thì đừng buồn con. Tại buồn nó làm gì được con đâu. Tại vì dù cái gì cũng tại vì thi thôi à. Thấy không? Dạ. Vì đồng tiền chứ phải vì thi. Dạ đúng rồi. Dạ tại vì thi đậu mới có tiền. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ là vòng mấy? Dạ vòng 4 à. Chà, là chuẩn bị lụm gạo đó hả? Lụm à. Ghê ha. Phước thuận gì vậy? Khấn đi, khấn gì hết. Dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Theo nhịp tốt chứ bộ hả? Nhịp tốt dễ sợ. Thời gian 60 giây vòng 4 bắt đầu. Anh Huy, từ cái bữa mà thi tới bây giờ được 100 triệu á, em cũng trằn trọc suy nghĩ lắm. Người yêu em cũng theo hỏi em hoài à. Em với anh á, có liên quan gì đâu. Gặp nhau mới có 30 giây mà cũng không thân thích gì nữa. Tự nhiên tài trợ cho em làm răng cả 100 triệu. Chỉ có hai đường thôi. Một á, là anh lợi dụng em. Còn hai á, là anh yêu em rồi phải không? Nếu mà anh lợi dụng em á, em có thể xí xóa em bỏ qua cho anh.
Em nghĩ anh trẻ người non dạ, tham danh hám lợi, ăn chưa no lo chưa tới. Còn nếu mà anh yêu em thì anh từ bỏ đi. Tại vì em đã hứa trước toàn thể khán giả em không có bỏ người yêu em rồi. Anh đừng tơ tưởng với em nữa. Cho dù á, anh có chiếm được cái hàm răng của em, anh có chiếm được cái hàm răng của em, hàm răng của em. Chiếm được hàm răng của em. Vì sao Trường Giang anh cười là vì sao? Trong đầu mình nghĩ là cho dù anh có lấy được cái thân xác này hay là anh có chiếm được cái trinh tiết hay gì của em thì em cũng không bao giờ mà yêu anh. Nhưng mà bà nói là chiếm hàm răng. Mà nghe răng ra coi. Đó. Ai không ai rảnh chiếm hàm răng của bà. Có đâu mà chiếm. Chiếm về để tao đánh răng hả? Trời ơi. Trời, bà nghĩ sao vậy? Ồ, có 30 giây gặp nhau mà tại sao lại bà tài trợ hàm răng cả 100 triệu? Một là định lợi dụng em. Lợi dụng em ham danh ham lợi. Hai là yêu em. Anh bỏ cái tư tưởng đó đi. Em đã hứa cho hàng ngàn khán giả rồi. Trời ơi. Phải gì này, em bỏ chứ yêu em mà lấy chữ chiếm đoạt em á là cười nhiều hơn rồi đó. Yêu nó nhẹ, dùng cái từ đó nó nhẹ. Một là anh lợi dụng em. Hai là muốn chiếm đoạt em. Em với anh á có liên quan gì đâu. Gặp nhau mới có 30 giây mà cũng không thân thích gì nữa. Tự nhiên tài trợ cho em làm răng cả 100 triệu. Chỉ có hai đường thôi. Một á là anh lợi dụng em. Còn hai á là anh yêu em rồi phải không? Đúng không? Mà sao đây mới giải thích là lợi dụng lần sau. Còn chiếm đoạt thì xin lỗi anh đi. Tôi nói thiệt anh, anh chỉ chiếm đoạt được hàm răng tôi là hết thôi, chứ còn thể xác tôi anh đừng đụng vô. Em hiểu không? Dạ. Đó là ngon luôn. Em dùng cái từ chiếm đoạt á, nó sẽ nó mạnh hơn. Nhưng mà cái cách em làm quá đã. Nó nhẹ lại. Tại vì em đã hứa trước toàn thể khán giả em không có bỏ người yêu em rồi. Anh đừng tơ tưởng với em nữa. Cho dù á, anh có chiếm được cái hàm răng của em, anh có chiếm được cái hàm răng của em, hàm răng của em. Nhưng xin lỗi anh đi. Nó vuốt nhẹ một cái là nó mới đẩy cái hàm răng vô. Nhưng mà ghê quá, tôi tưởng tượng cảnh mà chiếm đoạt. Trời ơi, ba ơi, biết em không, em thấy em không, bị không dám ăn bắp luôn á. Em bị biến thái á, em nhìn hình tượng vậy á. Ý răng rồi. Trời. Em là hiện tượng. Trời cho em một cái giọng nói quá có duyên. Và quan trọng, trời cho em một sự chân thành đến tuyệt đối. Thật sự, chân thật. Chân thật mới thắng. Diễn xạo không thắng được. Diễn phải thiệt. Thiệt thì tính ra bây giờ phải tìm tới cái nhà ông bác sĩ ngày xưa làm răng. Cảm ơn ông tiếng. Cảm ơn ông tiếng nha. Dạ. Đó là cảm ơn chú, xưa chú làm răng ẩu, giờ con giàu. Wow, đây là vòng 5, 150 triệu đồng. Dạ, con cảm ơn mọi người. Cột mốc lịch sử. Dạ, vòng 5 mà con mời anh Quy xuống diễn với con. Trời ơi, trời ơi. Ủa, Phan Thí, tại sao con cứ mời nhà tài trợ con suốt hoài vậy? Không có mời. Dạ, có vớ cùng hưởng, có quả cùng chia. Bắp ơi, cái gì người ta đã bắt đầu với em thì người ta phải kết thúc với em thôi. Em là cái cớ, em hiểu chưa? Dạ. Để bắt đầu một mối tình. Bước trong xuống mối tình thì bạn ấy đã có rồi người yêu. Ủa, tôi nói vậy em cãi hoài. Em bước xuống đi, em đừng phụ lòng người ta. Em chắc là mời nhà tài trợ em xuống chứ? Dạ chắc. Giận mạng của cái răng. Kêu người ta lên bấm đi kìa. À đây mời bé, em bấm bấm vậy em là hơn. Năm sau chắc chắn là cái ông đó làm MC đó. Tự nhiên giờ có việc để kiếm cơm bị mém xuống mời xuống diễn.
Không phải, tại nó vạch mặt em. Dạ, anh đứng vào đây đi anh. Kiếm tiền dễ quá, bấm chuông không mà quá trời. Tập trước chửi em 60 giây. Bây giờ quá, chửi nữa. Rồi có đám cưới không? Rồi có đám cưới không? Có nhắm đám, có để anh tiền đám cưới không? Dạ, tại một năm nữa mới đám cưới, mặn tới đó chắc đủ rồi. Được. Rồi sau cái đợt này bán điên luôn á. Dạ. Khách nó tới là bán điên luôn á. Dạ cũng đang. Phải chuẩn bị tinh thần nha. Cũng đang gầu cái vụ đó. Sao vậy? Tại không có ai làm tiếp hết. Theo ông chồng về làm tiếp. Ghi ông chồng về làm. Nè bây giờ chú Thành nói nè. Cái này nó nghiêm túc. Dạ. Cái này rất là nghiêm túc nha. Khi chương trình phát sóng tập của em. Dạ. Em phải chuẩn bị đồ. Dạ. Tại vì cái Facebook của em nó sẽ người ta kết bạn luôn. Dạ. Rồi sau đó em livestream người ta sẽ vô coi rất là nhiều. Và người ta sẽ mua đồ ủng hộ em rất là nhiều. Em phải chuẩn bị hàng để em bán. Thời cơ tới. Rồi sau đó chuẩn bị sẵn một đoạn văn mà lúc mà livestream là nói về anh Ngô Kiến Huy. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Ừ. 150 triệu, gắn lên. Cả trường quay đều chờ đợi em. Dạ. Rồi. Trước khi em thi thì có cần lời động viên từ một nửa kia của em hay không? Dạ không. Sao vậy? Anh gì à? Sao vậy? Tại anh đợi lâu quá, anh gì à? Cãi lộn à? Dạ không có. Tại anh ngày mai anh còn đi làm nữa. Ok. Tình yêu nó như vậy thôi em ạ. Rồi. Bây giờ cần Huy diễn là theo bạn là Huy đứng im hay là Huy làm gì? Dạ anh cứ anh tương tác với em đi. Em em kêu sao anh làm tức là vậy? Tức là em chửi anh được quyền phản kháng đúng không? Hỗ trợ người ta đi. Dạ thì hỗ trợ, em chỉ nói sớm vậy thôi chứ. Rồi, chừng nào mà sẵn sàng thì nói Huy, Huy sẽ nhờ anh Bảy. Anh Bảy anh nhấn chuông. Em hồi hộp quá à. Làm nè. Rồi. 60 giây thời gian bắt đầu. Anh Huy, anh muốn chiếm đoạt em phải không? Bây giờ em bỏ người yêu em để em theo anh rồi nè. Bây giờ em bước vô showbiz rồi. Em phải quen một cái người mà đẳng cấp, tài giỏi như anh. Trời ơi trời. Anh nhìn mặt anh giống anh thèm khát em dữ hả? Nhưng mà bật mí cho anh biết, em quen ảnh một năm rồi, em chưa cho anh hôn. Bây giờ á, em sẽ dâng hiến cái nụ hôn đầu đời của em cho anh. Bây giờ á, anh hôn em đi, để mà anh cảm nhận cái được cái nụ hôn cái lúc mà chưa có răng á, nó lạ lắm. Phải lên anh đứng ngay đây nè. Huy ơi, em là nguồn cơm của mọi cảm xúc. Mà có vụ anh phải cảm nhận cái nụ hôn lúc không có răng cậu ơi. Chưa, còn khúc khúc nữa. Tiếp thử coi, nếu xảy ra nữa vòng thì sao? Vòng 6 thử coi, âm nhạc. Anh phải cảm nhận cái nụ hôn mà lúc chưa làm răng á, nó lạ lắm. Bây giờ á, anh hôn em đi. Sao anh im gu hả? Em nói nãy giờ anh không chịu hôn em bỏ người yêu em theo anh rồi. Anh không hôn em á, là cái răng anh như răng em luôn á. Thôi giờ anh hôn em đi. Không. Ở nhà em răng mà bảo nói câu đớ đó tiếng em. Em nói nãy giờ anh không chịu hôn em bỏ người yêu em theo anh rồi.
anh không hôn em á là cái răng anh như răng em luôn á. Thôi bây giờ anh hôn em đi. Không. Ý đôi bắt được em. Ê, chưa vẫn còn lên. Hết chưa? Chưa. Ông này chạy ra là ông nói vậy nè. Này. Dạ không, là em nói là đối bắt được em, anh Quyên mới giật em. Anh này mới ảnh mới chạy ra nói là tao bắt hết. Nãy cái mic không có nghe. Nghe không? Nghe tại vỗ tay lớn quá. À, nếu anh Ranh nói sao, tao chạy ra coi nói coi. Tao bắt hết. Anh nói vậy. Hợp lý. Không hợp lý luôn, ông này nói rõ to được. Nãy nói ra là dính luôn đó. Tại nãy cái mic nói không nghe đúng không? Dạ. Tôi sẽ báo cho em biết một thông tin là em mới nhận thêm 150 triệu. Tất cả số tiền 250 triệu em vừa có được đều do cái ông bác sĩ làm hư răng em mà có được. Ông đang xem chương trình này đó, nói giọng vài lời. Ông nói đùa thôi. Thật sự em lạ lắm, em có một cái chất rất là lạ. Ông trời không lấy hết của ai cái gì đúng không em? Mà hỏi thiệt nè, đã hôn ai mà chưa có răng bao giờ không? Trời, nghĩ không dám nghĩ luôn á, thiệt không mà. Làm gì khóc? Dạ tại em thấy là mọi người cố gắng giúp cho em rất là nhiều. Nãy em không có muốn thi nữa tại em thấy em mệt mỏi lắm, em áp lực quá. Tại vì mà có nhiều tiền quá em mệt mỏi à. Tại vì em thấy là nhức đầu lắm. Em thấy anh Khương á, anh nhức đầu, anh mệt mỏi vì em. Nó ơi vì em không diễn nữa. Thì vậy thôi, coi như là mình chưa thi. Dạ không có được. Rồi, người ta đánh rồi. Tỉnh lắm chứ bộ. Tại vì có vẻ như em không có ưng với giải thưởng này. Bất cứ một người thí sinh nào đến với cuộc thi đều phải có huấn luyện viên để thành công. Ai đẻ ra để giỏi liền. Dạ. Đúng không? Đúng, đúng không? Dạ. Tất cả đều cần những sự hướng dẫn của những người đã có kinh nghiệm đi trước. Nhưng quan trọng là em có khả năng hay không. Nếu em không có khả năng thì có 10 ông Khương vừa chỉ cho em cũng rớt. Đúng không? Dạ, em cũng biết nữa. Ý tôi nói là ông trời ông hay lắm. Ông đặt để cho mỗi người một số phận, mỗi người một khả năng, và mỗi người một cái năng lượng riêng. Em có đúng cái năng lượng ở đúng cái nơi nào đó, nó phát huy được cái năng lượng đó, thì em sẽ nhận lấy cái kết quả tốt đẹp. Thì vô tình cái năng lượng của em, nếu như để ở một cái nơi nào đó, trong một cái buổi họp, người ta sẽ có thể nói là nhỏ này nhà quê nè, nhỏ này cũng biết gì hết trơn nè, nhỏ này quê trớt nè. Nhưng cái điều đó là để trong cái chương trình này, người ta nói nhỏ này chân thật nè, nhỏ này dễ thương nè. Đúng không? Như vậy rõ ràng số phận nó đưa mình đến với nhau. Cái gì cũng vậy, ông trời quyết định hết. Đúng không nè? Không lấy của ai cái gì, lấy của em hàm răng thì trả cho em 250 triệu. Đúng chưa? Dạ. Hợp lý nha. Tất cả đều là định mệnh. Bây giờ ê. Dạ. Vậy là phải chia cho ông này hả? Dạ không. Ê, nói gì nói, lúc đầu em không nhận người ta là tại em chảnh. Em sợ chia người ta 75 là tại vì em không cần sự giúp đỡ của người ta. Nhưng dòng chót người ta tràn lên. Ê, đúng chưa? Không. Không, không phải. Cười trước khi ông này lên. Dạ đúng rồi. Chia. Đúng vậy. Nếu mà có chia thì phải chia cho em. Không ha, không ha.
Dạ, với lại hôm qua tập là ông này cũng vô diễn, anh thưa anh nói thôi đi đưa lên nó phá kịch bản em đó. Mai giờ lo người ta lên thiệt, đúng có trăng quên đèn, lấy 200 rưỡi nói chuyện thái độ khác liền hả chứ. Chết rồi, những ngày sắp tới sống như thế nào hả Siki? Dạ đó giờ sống cô không được. Đó giờ tôi cũng không được mà dáng bờn. Nói nghe nè, nói thiệt, cái này nói thiệt nha, anh thành tâm sự thiệt nha. Dạ. Tôi ráng thương ổng tí nha. Dạ. Tại vì anh nghĩ là cái người đàn ông mà người ta không bỏ rơi em ở những lúc mà em tận cùng nhất thì người đó là người tốt. Bây giờ vậy nè, anh Quy đã tài trợ một bộ răng rồi. Dạ. Là phải cảm ơn anh Quy về điều đó. Dạ. Bây giờ mình có tiền rồi, dắt ông chồng qua bên anh Quy làm hàm răng. Cà răng, anh chồng cô không tới nổi. Không, không được đó, ok lắm. Dạ thôi, ông nghe này, làm mà... ổng đẹp lên rồi mất công lắm. Công gì? Bà này. Mỗi người, ta nói rồi, mỗi người có một số phận. Bạn trai em mà nó có cái nết lăng nhăng là em không cần làm gì nó cũng lăng nhăng. Mà nó không có cái nết đó sống đàng hoàng với em thì nó đẹp cỡ minh tinh màng bạc nó cũng sẽ như vậy. Hiểu chưa? Dạ là dẫn anh qua làm cho chỗ anh Quy là tốn tiền không anh? Phải hỏi nhà tài trợ. Ủa, người ta tài trợ một lần thôi chứ. À, là không có tài trợ cho ảnh. Cô gái trẻ. Dạ. Cái gì cũng vậy không? Em không hỏi cho rõ. Không, không hỏi rõ gì. Phải gài. Nói đi. Nói giảm giá. Em phải nói vậy nè, mình phải đưa ra lý do thuyết phục, hiểu không? Em đã khác xưa rồi. Anh có muốn suy nghĩ lại không? Hai tụi em làm đại diện cho công ty anh, nói liền. Lấy cặp răng. Thì kêu em thấy mình giống như cháu chở à. Cháu chở gì? Đây là mình nhân cơ hội thôi, nói liền, thuyết phục liền, nhanh, thuyết phục. Bây giờ em khác xưa rồi. Trời. Bây giờ anh có muốn là em làm đại diện cái PR cho anh không? Được. Khác xưa, hợp lý. Nó nói không cãi được nha. Không cãi được, chửi em đâu cãi được. Tư thế nó khác à. Quán quân mùa 6. Đó thì sao cãi được, em muốn gì em muốn lấy luôn tiệm anh được chứ. Lấy luôn tiệm anh được à? Thôi nói chứ để coi coi làm sao ha. Dạ. Bữa đó đi làm răng cứ dắt ổng theo. Anh chịu làm không? Gì? Anh chịu làm không? Trời lấy. Ôi ơi, thiệt là... Rồi bây giờ là coi như là thỏa thuận ban đầu là xong. Còn cái việc mà em với lại Ngô Kiến Huy thỏa thuận khúc sau thì có là công việc rồi, mình không có xen vào làm gì. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ là được là chỉ có hai vợ chồng em được thôi chứ anh Huy cũng chẳng được gì. Dạ đúng rồi. Nha. Dạ. Em với chồng là được rất là nhiều. Dạ không có chồng. Chồng tương lai được dạ, chưa? Dạ nói vậy do tội nghiệp em. Đúng rồi. Chưa cưới mà sao là chồng được. Đúng rồi. Người ấy, nói chung là em và người ấy. Nhưng mà nói nè, một lời này cuối này tôi cũng muốn nói nữa. Tại vì hai người này ở nhau được khó lắm. Tới ngày hôm nay là khó lắm, phải giữ gìn hiểu không? Dạ. Nóng giận cũng phải bớt lời. Và quan trọng sống với nhau là phải mang cái hạnh phúc, cái niềm vui với cái sự thoải mái cho nhau, không có được làm phiền nhau. Dạ. Em ở mà em kiếm chuyện ta quá một thời gian ta đi. Dạ. Hiểu không? Cả hai luôn nha. Ráng giữ gìn. Ở đây mà nếu vào hôn nhân là chỉ có anh Vinh Thành chia sẻ được thôi. Dạ. Đừng có chọn ai đúng ai sai, chọn hạnh phúc. Ai đúng cũng được, anh đúng cũng được, em đúng cũng được, anh sai cũng được, em sai cũng được. Bỏ qua hết. Bỏ qua hết. Miễn thấy còn xứng đáng, thôi nhịn, ở lại. Dạ. Tại vì nếu em thắng trong một cuộc cãi lộn, em sẽ mất một cuộc tình. Bà nói với em là em có nói chia tay á, là em nói chơi á. Đúng không? Như là bà đòi, bà mỗi lần mà bà đòi chia tay em á, là bà nói là em nói vậy á, chứ em không phải em chia tay. Cho nên là em không có sợ. Cái nết vậy thôi đúng không? Dạ. Trời ơi, mê người ta gần vậy. Nói cho em năn nỉ. Ôi. Giờ em cũng năn nỉ à. Không, nói thiệt, mình mà thắng được một cuộc cãi lộn mà mình thua một cuộc tình nó cũng vậy, đúng không? Suy nghĩ cái nào đáng, nhớ nha. Suy nghĩ cái nào đáng, giữ cái đó. Cái bạn. Cái bạn đáng nhất hiện đại. Cái bạn đáng nhất hiện nay. Nó nằm bên kia đúng không? Dạ. Thôi, tiền bạc nhiều quá, cho làm gì? Thi cho vui mà. Đang đứng đi hoài luôn á. Đang đứng đi hoài. Dạ anh cho em mời gia đình em lên được không anh? Được. Được, được ạ. À.
nhỏ VI gia đình tốt. Gia đình có ai? Dạ cái này không có thân thuộc gì hết á. Không có thân thuộc gì hết á. Tại vì bà này là hồi đó em làm mướn cho bà á. Còn này chồng bà, này con bà. Ủa? À má nuôi. Má nuôi. Dạ. Mà bà mới 40 tuổi à. 39 rồi. À. Bà cũng trả treo nữa. Nói thiệt. Giới thiệu hay à. Dạ cho em mời gia đình em lên. Không tên thuộc. Là không có dòng họ anh. Ý là em là vậy á. Không có máu mủ gì hết á. Anh nói. Em nói rồi. Không cãi được. Nói em đúng hết trơn á. Anh nhìn. Anh lại nhìn kỹ không? Giữ sai. Giữ sai. Thưa quý vị, 150 triệu đồng. Mọi người yên lặng. Tôi mới biết thêm một thông tin mật từ những người mà cô ấy gọi không phải là gia đình. À không phải là máu mủ nhưng mà là, nhưng mà là gia đình. Ừ. Đó là nó hát hay lắm. Ồ. Càng bạn chơi coi. Dạ là tại vì em thi đậu á là cũng nhờ anh Quy nhiều lắm. Bây giờ em sẽ hát cái bài hit của anh Quy là bài Giả Vờ Yêu. Bây giờ mình xuống dưới mình ngồi mình nghe đi, đứng lên. Đúng rồi. Gia đình mình xuống dưới ngồi mình nghe luôn. Nhưng mà chuyên là chuyên nhạc trẻ hay là bolero? Dạ cái nào em cũng hát được chân lắm. Quất cái trẻ rồi lát chơi cái bolero luôn. Đêm chia ly, mưa buồn rơi heo hắt. Bước chân anh trên đường khuya hoang vắng. Bao yêu thương nơi này ta đã có. Chính nơi đây chúng ta xa rời nhau. Khi yêu nhau, bây giờ em mới biết trái tim anh không còn như lúc trước. Sau đêm nay, hai đường hai lối bước, đường đi mới sẽ vắng bóng anh bên nơi em. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi anh. Những năm tháng yêu nhau giả vờ, mình đã cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia. Nói đến nơi nào cho chúng ta, đành thế thôi cứ chia tay. Dù biết sẽ tốt cho nhau, bước cứ bước anh về với người, lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu anh. Chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Wow. Hay đó. Hay quá. Ủa. Bị cái là do cái răng nó không có nên cái hơi nó ra nó không bị tròn, không tròn chữ thôi. Quan trọng là cái nhịp rất tốt. Đúng rồi. Hát không nhạc mà nhịp cực tốt luôn. Bây giờ hát bolero nha. Bolero tại con tới từ miền Tây rồi con hát bài Duyên Dáng Gái Miền Tây. Rồi. Con gái miền Tây tóc hay buông dài, bên cánh đồng sâu sớm hôm chăm lo cày cấy. Cô nào cô nấy xinh quá là xinh, khiến bao trai làng luôn ngẩn ngơ nhìn. Con gái miền Tây nết na nhu mì, chăm sóc vườn rau luống khoai dưa leo bầu bì. Môi cười như ý đây gái miền Tây, dáng mai theo thùa yêu ruộng đất cây. Miền Tây ơi quê mình đây rồi, thương đất thương người thương những dòng sông trôi, thương giọt mồ hôi em đổ trên đồng.
đục dòng trống. Con gái miền Tây vẫn hay chăm làm, duyên dáng hiền ngoan dối dàng dung tôm đồng ca, thiệt thà chất phác đây gái miền Tây nghe. Trước anh qua đò thăm lại nơi này. Sao giảm lợi nữa? Đó, quay về đè ta ra hung sao? Sao ta giảm lợi? Dạ, con cũng giáo mộng đồng. Thật ra là chỉ mà chỉ em rước cái này về, chỉ vô đây. Đó, nãy giờ chủ giùm thôi. Khẳng định lại với mọi người biết một lần nữa, mình tên gì, đến từ đâu? Dạ, con tên Phạm Ngân Thảo, là địa chỉ ở ấp Phú Thịnh A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Và con đã nhận tổng số tiền của chương trình Thách Thức Danh Hài là bao nhiêu? Dạ là 250 triệu. Chúc mừng con. Mình là Phạm Ngân Thảo đây. Mình là thí sinh đã vừa rồi đã đạt 100 triệu của Thách Thức Danh Hài cho mọi người. Và mình cũng vừa mới đạt được 150 triệu của vòng gala. Mình rất là vui luôn, rất là mừng luôn đó mọi người. Thì sau khi mà mình thắng 2 vòng, mình được tổng cộng là 250 triệu á, thì đó là một cái số tiền rất là lớn đối với mình luôn, là rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình sắp xếp công việc ở nhà rồi này kia rồi thì nó cũng còn lại một số. Nhưng mà đối với mình thì nó cuộc sống của mình nó sẽ vẫn như vậy. Mình sẽ cũng buôn bán hàng ngày như vậy, mình sẽ không có chủ quan như cái số tiền đó, mà cũng sẽ đi làm bình thường, sẽ bán buôn bán bình thường, rồi sẽ cố gắng đi học nghề, dành nhiều thời gian hơn để đi học nghề để sớm ra nghề nữa, để mà có thể mở tiệm để buôn bán ở nhà. Thì cái nhà chắc là mình sẽ lợp thiết lại, tháo thiết ra hết để mà lợp tôn lại cho đừng có bị tạt nữa, rồi mưa đừng có bị tạt với bị dột nữa. Rồi ở trong thì sẽ lăn bê lại, tại vì tường nó bị cũ hết rồi, tại cũng gần Tết rồi sẽ lăn bê lại, xong rồi làm đa phong cho nó mát, cho ông nội đừng có bị nóng, tại ở dưới đây nóng lắm. Trưa cho ông nội vô chổng nằm để nó mát. Rồi sẽ chắc là cũng phải ngăn ra để làm một cái phòng gì đó cho em mình ở, tại vì nó cũng lớn rồi. Rồi em thì em ngủ ở trong bếp rồi, không có sao, có cửa là không sao. Rồi chắc là cũng phải xây lên cửa nẻo rồi lại cho nó đàng hoàng, nó ổn định lại để có đi đâu cũng đỡ lo hơn. Và thưa quý vị, như vậy là giải thưởng 150 triệu đồng của đêm gala đã có chủ nhân của nó. Xin chào và hẹn gặp lại. Sống thêm yêu đời, bạn hài hước vô tính nên đi thi nên tranh tài làm danh hài nơi đây, cười té ghế lăn ra sàn, cười tóc tiếng cười sảng khoái, cười ra nước mắt không nén được, dù họ có tính ra sao nhưng thấy bạn không kiềm chế được. Thằng của thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi, thằng của thật rồi đây, bạn thật là hài hước, cùng thách thức tiếng cười danh hài, yeah! Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm, làm cho tất cả danh hài té lăn ngã nghiêng không ngưng cười, làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười. Mình sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai.